Trước hết chúng ta cần phải chuẩn bị những cái nguyên liệu như thế này. Một thẻ Visa hoặc là Mastercard có khoảng cỡ khoảng 650k ở trong tài khoản. Thứ hai đó là một tài khoản Gmail đã xác minh hai lớp bằng số điện thoại. Thứ ba là chúng ta chuẩn bị trước hai cái hình ảnh mặt trước và mặt sau, chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân, chụp rõ ràng bốn góc cạnh, và đặc biệt là cần phải rõ các con số ID ở trên giấy căn cước. Hình ảnh thì rất là chất lượng khi chúng ta đưa vào trong máy tính để up lên. Thì trong phần giấy tờ để mà xác minh và trong cái thời gian bây giờ thì chúng ta Quốc Anh khuyên các bạn là nên chụp cái giấy căn cước công dân. Đây là một loại giấy tờ mới, thì chúng ta chụp cái loại giấy này để xác minh nó nhanh hơn. Rồi, những lưu ý, Google có thể xét duyệt nhanh từ thông tin chính chủ của tài khoản. Khi các bạn đăng ký thì các bạn nhớ là tên đăng ký và tên trên thẻ Visa để check out là thanh toán đấy, và tên trên giấy tờ để up lên để xác minh danh tính. Tất cả là cần phải đồng bộ thông tin với nhau. Có nghĩa là tất cả mọi cái tên này cần phải trùng nhau và không được khác nhau, thì như vậy cái tỷ lệ nó approve nó cao hơn. Đăng ký cái tài khoản để Google Developer thì các bạn vào trong trước hết các bạn xem lại cái quy trình đó, thì các bạn xem lại trên blog quocmedia.com của mình cũng có viết một bài viết với những cái lưu ý để đăng ký và từng bước mình đăng ký như thế nào. Rồi vào trong cái link là play.google.com console sign up, rồi sau đó các bạn chọn cho mình là tài khoản cá nhân là bạn thân đấy. Thì trong phần này các bạn chọn giới thiệu về bạn ha. Trong phần giới thiệu này thì các bạn nên điền một số những cái câu là ví dụ như là mình mới thì các bạn nói chưa có, rất vui được trải nghiệm để xuất bản ứng dụng lên trên Play Store hoặc là Play Console, rồi các bạn chọn không ha. Cái tài khoản Google này, cái bước này là có dùng cái tài khoản Google nào để truy cập với Play Console này không thì còn không ha. Rồi sau đó các bạn chọn tôi không có trang web luôn. Rồi các bạn chọn nếu mà các bạn có trang web thì các bạn điền vào tôi không có trang web, chọn tiếp theo. Rồi sau khi chọn tiếp theo thì trong phần thông tin tài khoản nhà phát triển thì tên tài khoản nhà phát triển thì các bạn điền một tên nào đó, và tên liên hệ thì các bạn nên điền cái tên của mình ha. Rồi ngôn ngữ ưu tiên thì các bạn chọn ngôn ngữ tiếng Việt đi ha. Trong phần này chúng ta chọn tiếng Việt, và địa chỉ liên hệ thì chọn quốc gia Việt Nam, và cái dòng địa chỉ đường phố, thành phố thì những cái này thì mình điền thông tin giống như trên giấy tờ của mình ha, cho nó chắc. Rồi sau khi điền xong rồi và mã bưu điện theo cái vùng của mình, ví dụ như mình ở Huế thì điền 53 400. Ok, rồi các bạn xong rồi á, kéo xuống điền số điện thoại liên hệ, thì chúng ta điền số điện thoại giống như ở trong cái Gmail để xác minh. Thì sau khi xác minh thì mình gửi cái tin nhắn không có thì mình chọn gọi cho tôi, và mình chọn xác minh số điện thoại thì Google sẽ gọi cho mình để xác minh cái 6 số này, nó sẽ đọc 6 số mình nhập vào thôi ha. Sau khi mình nhập cái mã code mà Google nó gọi cho mình á, thì mình sẽ chọn xác minh sau khi mình điền xong. Ok, chọn xác minh nào. Có những cái trường hợp nó không gửi mã code về thì mình gọi như vậy ha. Ok, sau đó xong rồi thì mình sẽ chọn tiếp theo. Sau khi chọn tiếp theo thì ở trong cái trang này á, về tài khoản nhà phát triển thì mình ghi số lượng ứng dụng thì cỡ khoảng là trên 10 ha. Mình ghi trên 10 ứng dụng đi. Rồi sau đó đến cái phần là tìm kiếm tiền trên Google Play không, thì cái này mình chọn là tôi chưa biết nha. Bởi vì ứng dụng của mình là mình up miễn phí. Còn cái danh mục ứng dụng này á, thì nó list ra một cái danh sách những ứng dụng mà rất là cảnh báo ha. Thì những ứng dụng này mình không ha, mà không thuộc loại ứng dụng ở trên. Đấy, những ứng dụng tin tức là cho vay cá nhân, tất cả mọi cái này là nằm ở trong list cảnh báo của Google rất là cao, thì chúng ta chọn là không thuộc loại ứng dụng nào trên. Rồi đến cái phần điều khoản thì chúng ta tích vào hai cái điều khoản mà tôi xác nhận đồng ý những cái thỏa thuận những điều khoản này. Đấy, tích vào đấy. Rồi sau khi tích vào đấy thì mình sẽ chọn tài khoản và thanh toán. Chọn tài khoản thanh toán thì nó
ra một cái bảng này thì chúng ta tích vào là thêm thẻ tín dụng hoặc ghi nợ. Click vào thì trong phần thêm thẻ tín dụng này thì mình sẽ điền cái mã những cái số thẻ ở trên và ngày tháng hết hạn vân vân vân. Rồi sau đó điền xong mình chọn tiếp tục. Để cho nó check out. Sau khi xong rồi thì nó sẽ hiện ra là truy cập vào Play Control, là click vào. Trong phần này thì nó bắt mình chưa tạo ứng dụng được trong lúc này thì chúng ta cần phải xác minh danh tính. Thì các bạn để xác minh danh tính thì các bạn click vào là cái nút xác minh danh tính ở trên Play Control này ha. Rồi trong phần này chúng ta bắt đầu xác minh danh tính, nó gồm có ba cái giấy tờ để mình chọn. Chúng ta có thể chọn là thẻ căn cước. Chọn bắt đầu xác minh. Trong phần này là tên pháp lý thì mình cũng điền giống như tên khi nãy và tên trùng với trên giấy chứng minh hoặc là căn cước. Rồi các bạn điền cái tên pháp lý của mình xong, mình sẽ chọn gọi là thẻ căn cước để mà xác minh. Rồi chúng ta sẽ up mặt trước và mặt sau của thẻ căn cước công dân lên sau khi mình chụp. Đấy, các bạn up lên. Thì trong thẻ này thì nhớ là kích thước nó phải lớn nha. Rồi sau khi up xong mình chọn tiếp ha. Rồi chọn tiếp thì mình sẽ ghi cái địa chỉ lại cho nó trùng với trên thẻ căn cước nha. Mã bưu điện trùng với mã bưu điện, phải chính xác mã bưu điện của thành phố. Và sau đó chúng ta chọn gửi thì tất cả mọi thông tin này gần đồng bộ với giấy tờ. Chúng ta chọn gửi nào. Rồi sau khi gửi xong rồi thì quá trình đang xác minh, mình click vào là tôi hiểu để quá trình nó gửi, Google nó xác minh cái tài khoản của mình. Thì cái phần xác minh ID này, xác minh danh tính này thì đợi khoảng 8 đến 12 giờ thôi thì có một cái mail là danh tính của bạn đã được xác minh bằng giấy tờ tùy thân như thế này. Bạn click vào truy cập vào Play Console. Thì sau khi các bạn click vào Play Console thì trong cái Play Console này nó hết cái phần xác minh khi này rồi. Thì như vậy là ứng dụng của mình, tài khoản của mình đã có thể là tạo ứng dụng được rồi, up lên trên Play được rồi. Ok, đã xong. Chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong một video tiếp theo.